Rồi, ở đây là 5 con ROG mà mình mua. Thì mình xin giới thiệu sơ qua và cho các bạn nào chưa có xem clip review trước của mình. Thì đây là 5 con ROG và đây cái địa chỉ shop mình đã mua này. Trước tiên là phải có giá cho bạn nha. Tổng 5 con là 994.000, áp mã phí ship các kiểu thì chúng ta còn lại 1.020.000. Thì đây là cái shop mà mình mua này. Đây nha. Kakun, mình cũng chỉ là người dùng thôi, cũng chẳng ăn tiền quảng cáo của ai. Cho nên là sản phẩm nó có sao, nó vậy. Thì tại sao mấy con này nó có mức giá rẻ như vậy? Thì đây là ROG tồn kho. Là những con ROG tồn kho nó sẽ có hai nhược điểm. Thứ nhất đó là cái hộp của nó rất là dơ và cũ. Thứ hai là pin nó bị phù, bị phồng. Đặc biệt là con này đây. Ở đây thì mình đã có một cục pin nó căng đét này. Nó phù lên hết trơn hết chưa? Khá là ghê, vận chuyển nó không có bị cháy rồi cũng hên rồi. Đây là cục pin của con này nha. Nhưng bù lại, ở con ROG khác thì chúng ta cũng có cục pin 1008 luôn. Nhưng mà rất là mới, còn nguyên luôn. Pin bao cứng luôn, rất đẹp ha. Nên là mua cái này anh em cũng hên xui lắm. Đây có mấy cục pin nhỏ nhỏ này. Bóp bóp vô thì nó cũng hơi phù phù đó, nhưng mà đều là pin mới nha. Bởi vì để tồn kho lâu không sử dụng cho nên là pin nó bị phù, chắc là chuyện bình thường. Còn về chất lượng của những con ROG này theo cảm quan của mình thì mình thấy là tốt. Đẹp, không có cái vấn đề xét rỉ gì cho nghe ha. Đầu tiên á là con này nha. Uron vàng vàng như thế này, rất là to nha. Con này không có cam. Tuy là nó có cái phần để chúng ta lắp cái cam vô đây á, nhưng mà con này không có cam. Thì giá con này là 209.000, có luôn tay điều khiển và một pin. Và cái pin đẹp đẹp á là pin của con này này. Là pin của nó này, bay rất là hổn nha, pin cực kỳ nặng và bự luôn. Đây là tay điều khiển của nó. Động cơ của mấy con này á, nó thông qua giảm tốc á, cho nên cánh nó bự, bay ngoài trời được ha, kháng gió cũng ổn đó. Nhưng mà để bay ổn định nhất á thì nó còn tùy vào kỹ năng của cái người lái rất là nhiều nha. Bởi vì mấy con này nó hơi ngu, giá rẻ mà. Tiếp theo là hai cái con nhỏ nhỏ trước mặt đây các bạn đi nha. Nói có sách mát, có trứng. Con nhỏ nhỏ này không tìm thấy sản phẩm. Đó, rất là khó nha. Con nhỏ nhỏ này là 123.000. Con này 123.000. 6 động cơ. Còn mới ken luôn nha. Rất là mới. Cái này thì mình cũng đã sạc pin rồi. Lúc mới về á, lúc lấy ra thì nó cạn pin luôn. Nhưng bây giờ mình sạc pin rồi nè. Đấy, lên đèn liền, bay được luôn. Chớp chớp bay được luôn. Tuyệt vời. Đây. Đó, tay điều khiển. Pin này mình đã lắp cho sẵn rồi ha. Đó, mình đã test sơ sơ trước rồi, review lại cho các bạn. Đây, lên nè. Đó, lên luôn. Bay bình thường. Không vấn đề gì cả. Đây, những con sáu cánh này thì xuất hiện khá là lâu rồi, cũng có khá là nhiều hãng nó làm, cho nên cũng không cần review về nhiều. Nhưng con này thì nó sẽ không có cái chế độ giữ độ cao, tức là cái phần này nha. Thì độ cao thì các bạn phải chỉnh khá là nhiều. Cho nên cái con này á thì nó sẽ thiên hướng về những bạn nào có kỹ năng nhiều hơn nha. Những bạn mà nhỏ nhỏ thì chơi con này nó hơi khó. Cho nên là phụ huynh chú ý ha. Bay trong nhà, đừng bay ngoài trời. Gió thì mấy con này bị tạt chết luôn. We'll be right back.
Con này là UDRC này. Hình như là đa số là của UDRC thôi mọi người ạ. Đây cái con nhỏ nhỏ này thì là 187.000. Đây nè, 187.000 bé bé này nha. Đó cho 2 pin đó. Con này cho 2 pin thì mọi người nhìn vô đó. Bóng lón này, nó đồ mới mà chứ đâu phải đồ cũ đâu. Mặc dù cái hộp nó hơi cùi, hộp nó hơi tàn nhưng mà phía trong là quá ok. Nó cho 2 pin nhưng mà chỉ sử dụng một pin nha. Đây một pin cho Ron. Còn một pin á là cho cái tay điều khiển này. À, ác gì đó, tưởng cho 2 pin ngon dữ. Đó. Này bay thử cho mọi người luôn. Tí thì mình sẽ bay chi tiết hơn, còn ngày bay sơ sơ thôi. Tại mọi người nói là pin này nó hư, đúng là pin này nó hơi phù thật, nhưng mà khi các bạn sạc vẫn có thể chơi được nha. Chứ không phải là mua về là vứt luôn. Đấy, lên đèn liền, sạc một phát là ăn luôn ấy chứ. Đó, nhét vô, con lạnh. Đấy. Đó, bay luôn. Sao mà không bay được. Cách sơ sơ cho các bạn biết là nó có thể bay được thôi. Pin là pin của nó vẫn có thể sử dụng được chứ không phải là không. Đó, đã nhiều người nó mua rẻ quá rồi bay được không, quan trọng là nó bay được hay không. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho các bạn xem tới cái con này. Và cái con này là cái con mắc nhất trong bầy ha. Cái con này có giá là 293.000. 293.000 cho con này nha. À, thuộc dạng Ron UFO. Thuộc dạng cũng giá này thì chắc cũng gần ngang ngửa giá mới đó các bạn. Ngang ngửa giá mua mới luôn rồi đó. Mình nghĩ là như vậy chứ mình cũng chưa có tìm hiểu về con này. À, khá là nhẹ. Đây. Đây là cái phần tay điều khiển của nó, rất là hầm hố luôn, 300.000 mà các bạn có một cái tay như thế này phải gọi là cũng là ok đó. Nhưng mà mình đã test với con này rồi, con này bay khó cực kỳ nha, không biết sao nữa. Nhưng mà con này bay khó quá, nó khó điều khiển lắm. Và cũng giống như những con kia, con này thì nó cũng không có chế độ giữ độ cao nha, giữ độ cao bằng cơm ha. Lên xuống giữ độ cao bằng cơm, lộn các kiểu. Và có một cái điều mình muốn cho các bạn xem, đó là màn hình của con này rất đẹp. Màn hình điều khiển con này rất đẹp. Thấy chưa, màn hình rất đẹp mọi người. Cũng hiển thị khá nhiều thông số trên này. Ở đây các bạn sẽ có là ga này, 100% này. Chứ đều có kênh thoa thôi nha, kênh ga. Rồi, mấy kênh còn lại thì không nhảy số. Ở đây là trim. Rồi, ở đây sẽ có hai mod, mod 1 và mod 2. Ở trên đây là hiển thị cái chế độ pin và đèn. Đèn ở đây sẽ trắng ở đây nha. Đó. Rồi đây là nút nhào lộn 3D này, nhắn vô và xong gạt cái cần là máy bay tự lộn ha. Rồi màn hình mình chỉ muốn khoe các bạn là màn hình con này đẹp thôi, lâu lắm rồi mình mới gặp những cái màn hình như thế này á. Giá con này thì cũng rẻ đó, nhưng mà nói chung là mình thấy chơi được, khoảng 300 con này chơi được ha. Nhưng mà có điều bài khó quá, bài khó giả màng. Thank you.
tới con này. Con này mới gọi là con mình may mắn này. 185.000. Vâng, 185.000 cho các bạn xem cấu hình đó nha. À, thấy cái tay điều khiển không? Bự chưa? Bự chà bá luôn. Rồi tích rất phê nha, rất im. Có nắp chụp hình, quay phim, FC này cũng chưa biết là gì. Đó. Tắt đèn, mở đèn các kiểu này. Hai nắp trên này luôn, cũng chưa biết làm gì. Rồi, quan trọng là cái này này, 185.000 các bạn sẽ được một cái com FPV. Chất lượng chưa? Uy tín chưa? Rồi, chưa đâu, Ron. Con này mình bay thử rồi, rất lanh, đầm và rất là nhạy nha, kháng gió tốt luôn. Đấy, 185.000 anh em sẽ có được một cái con Ron như thế này và một cái camera. Đây là cục pin của nó nè, lúc mình rút ra cũng khá là khó. Nhưng không sao, mình sẽ lấy cái cục pin của con vàng vàng lúc nãy mình thấy qua và chúng ta có thể chơi được nha. Không có ngại gì hết. Đấy, có hai cái đèn trước này. Rồi, đèn định vị thì có hai đèn đỏ phía trước, hai đèn xanh phía sau. Anh em sẽ có luôn một con cam ở chỗ này. À, bây giờ mình sẽ thử lắp cam lên thôi nha. Lắp cam con này cực khó luôn. Rồi, và đây là cái đoạn hướng dẫn đây. Rồi, đây là hình ảnh từ con flycam này. Đương nhiên giá rẻ là phải chấp nhận thôi mọi người. Ủa? Con này nó sử dụng wifi để truyền tín hiệu cho nên là cái khoảng cách truyền tín hiệu hình ảnh ấy, thì nó sẽ có độ chởi, càng xa thì nó coi như là hết xài được luôn. Nói chung là có cho vui thôi các bạn, chứ hình ảnh như thế này thì cũng khó lòng nào để các bạn sử dụng được, nhưng mà giá rẻ mà đâu có đòi hỏi được nhiều ha. Đó, có hình ảnh như thế này là cũng ok rồi. Đây nè, đấy. Sao ok chưa? Nó quá ok luôn nha. Thank you.